bước vào thời đại nhà trần ít ai biết rằng để có được chỗ đứng vững chắc trong triều đình nhà lý để rồi mới tiến đến cuộc chuyển giao đầy ngoạn mục đưa chiêu hoàng về với trần cảnh rồi nhường ngôi cho chồng là cả một quá trình dài trải qua nhiều biến động trước đó và phải kể đến sự đóng góp sự kiến tạo của một nhân vật đặc biệt quan trọng trong những buổi đầu nhà trần lúc nhà lý bước vào suy vi người đó là ai đóng góp được những gì mời các bạn theo dõi để thấy được gốc rễ của vấn đề và thấy được giá trị sơ khai ban đầu, manh nha cho một triều đại nhà Trần hùng vĩ. Trần Tự Khánh, người hương tức mặc phủ Thiên Trường, Đại Việt. Theo phả hệ họ Trần và theo Đại Việt sử ký toàn thư thì Trần Tự Khánh là em của Trần Thừa và là anh của Linh Từ Quốc Mẫu. Cuốn sử này không ghi rõ năm sinh của ông. Theo vai vế, ông là anh họ của Trần Thủ Độ và là chú ruột của Trần Thái Tông và Khâm Minh đại vương Trần Liễu. Trần Tự Khánh lớn lên khi cơ nghiệp nhà Lý đã suy yếu vào đầu thế kỷ 13 dưới thời Hoàng đế Lý Cao Tông. Lúc này, triều đình quan lại chơi bời vô độ, dân chúng bị cùng khốn, loạn phí lang xảy ra nhiều tháng trời, khiến triều đình suy kiệt. Các tướng lĩnh địa phương, nhân lúc loạn lạc, nuôi ý định xây dựng lực lượng riêng, trong đó có cha Trần Tự Khánh là ông Trần Lý ở Hải Ấp. Bởi gia đình giàu có, trở thành thế lực vững mạnh ở địa phương. Trần Tự Khánh từ 1175 đến 1223, là một chính trị gia, ông là viên tướng chứ danh, thời kỳ suy vong của triều đại nhà Lý, người lãnh đạo chính thống buổi đầu, giành quyền lực của họ Trần. Sau khi cha ông là Trần Lý qua đời, ông là người lãnh đạo gia tộc họ Trần, trên con đường danh vọng. Ông Dũng Mãnh và Trí Lượng đã cùng Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng, là các thế lực cắt cứ chia ba quốc gia, bất phân thắng bại. Về sau, ông dẫn đại binh họ Trần, kiểm soát triều Lý, được phong thái úy trong triều, cùng đại ca Trần Thừa kiểm soát triều đình. Sau khi ông qua đời, Trần Tự Khánh được Lý Huệ Tông truy tặng, làm kiến quốc vương. Sau khi Trần Thái Tông lập ra nhà Trần, truy phong cho ông thành kiến quốc đại vương để ghi nhận sự quan trọng của ông trong việc thành lập nhà Trần. Năm 1209, Cao Tông Hoàng đế vì ngu muội nghe lời gian thần Phạm Du, giết đại thần Phạm Bình Di. Bộ tướng của Bình Di là Quách Bốc, bất bình với triều đình nên khởi binh báo thù cho chủ soái đánh vào kinh thành thăng long cao tông thấy vậy quá hoảng sợ đã cùng hoàng hậu chạy lên quy hóa thái tử lý hạo sản chạy về hải ấp nơi trần lý cai quản quách bốc vào triều lập con thứ của cao tông là lý thầm lên ngôi thầm là con tỷ thiếp của cao tông nên bị xét là thứ xuất con thị thiếp sinh ra dù lớn tuổi hơn lý hạo sản về nương nhờ nơi đây thái tử sản thấy con gái của trần lý xinh đẹp là Trần Nhị Nương làm thiếp, nàng là em Trần Tự Khánh. Nhân có chính lệnh của Thái Tử và có em vợ là Tô Trung Từ, đang làm quan trong triều. Vậy là Trần Lý, có lý do phát triển lực lượng đánh quách bốc. Trần Tự Khánh trở thành người đắc lực, giúp cha và cậu thực hiện ý định đó. Năm 1210, Tô Trung Từ và Trần Lý đánh bại quách bốc. Trần Tự Khánh theo giúp và lập được công lớn. Trong khi đánh dẹp, Trần Lý bị tử trận. Sử sách chép không kỹ về cái chết của trần lý diệt xong quách bốc tô trung từ sai người đến hải ấp rước thái tử định đưa về kinh sư đàm dĩ mông là em vợ cao tông dù đã hàng phục quách bốc và hoàng tử thầm nhưng vẫn được giữ chức thái sư trần tự khánh thay cha thống lĩnh binh chủng được phong là thuận lưu bá đóng quân ở thuận lưu miền hải ấp hưng hà thái bình nhưng không quy phục cao tông ông kéo quân về kinh thành cướp bóc tài sản của hoàng cung nhưng bị dân chúng kinh thành đánh đuổi. Tháng 10 năm 1210, Cao Tông băng hà, Thái tử lên ngôi, tức là Lý Huệ Tông. Huệ Tông lập Trần Nhị Nương làm Nguyên Phi, Tô Trung Từ được phong làm Thái úy. Để lấy lòng tự khánh, Huệ Tông phong anh cho vợ làm Trương Thành Hầu. Nghe tin vua Cao Tông mất, Trần Tự Khánh đem thủy quân đến Biến Tế Giang, Mỹ Văn, Hưng Yên. Xin với cậu là Tô Trung Từ, cho cùng dự tang lễ Cao Tông, nhưng Trung Từ không cho vì sợ tự khánh lại làm loạn như lần trước. Tự khánh phải đem quân về thuận lưu. Cũng tháng đó, Huệ Tông lập em gái tự khánh là Trần Nhị Nương làm nguyên phi. Tháng 7 năm 1211, Trung Tử đang đêm, sang gia lâm tư thông với công chúa thiên cực, bị qua nội hầu vương thượng là chồng công chúa giết chết. Lúc này, tuy loạn quắc bốc bị dẹp xong, nhưng nhiều nơi vẫn còn cát cứ, chưa hàng phục triều đình. Con rể của Tô Trung Tử là Nguyễn Ma La, cũng gọi là Nguyễn Đà La, thấy cha vợ bị giết. Triều đình nghiêng ngả, bèn sang nói với anh cả tự khánh là Trần Thừa, xin tiến binh dẹp yên ấp khoái. Nguyễn Ma La cùng với vợ là Tô Thị, là em họ của tự khánh, lên thuyền sang đạo Thuận Lưu, để gặp bộ tướng của Tô Trung từ là Nguyễn Trinh, thì bị Nguyễn Trinh giết chết, rồi cướp lấy Tô Thị đem về. Tô Thị sai người tố cáo với Trần Thừa. Trần Thừa sai Tô Thị dụ được Trinh và giết chết. Trần Tự Khánh nhân lúc Ma La kéo đi, kinh hành bỏ trống, lập tức mang quân về Kinh Sư. Theo Việt Sử Lược, ông làm lễ an táng người cậu Tô Trung Từ ở làng Hoạch. Các tướng cát cứ ở Hồng Châu là đoàn thượng và đoàn văn lôi, vu khống Trần Tự Khánh với vua Huệ Tông rằng Trần Tự Khánh đem binh về Kinh Sư là muốn mưu đồ việc phế lập. Lý Huệ Tông tin là thật, nổi giận, hạ chiếu cho các đạo binh đánh Trần Tự Khánh và giáng nguyên phi Trần Nhị Nương xuống làm ngự nữ. Đoàn thượng và đoàn văn lôi đem binh về Kinh Sư. Huệ Tông hạ chiếu, tấn phong tước hầu cho đoàn thượng. Lúc này họ đoàn đem quân đến đánh anh em họ trần ở ải hoàng điểm. Trần tự khánh sai bộ tướng lại linh cùng tướng khoái châu là nguyễn đường ra chống cự. Nguyễn đường bị bắt, tự khánh bị thua, giận dữ rồi phá đê cho nước sông chảy tràn vào các ấp rồi về. Vậy là từ đó miền khoái châu mất tin tưởng ở họ trần, theo về với họ đoàn. Họ trần mất đi một lực lượng lớn ở đây. Trong khi đó tự khánh vẫn tiếp tục đánh chiếm các miền ở hai bờ sông hồng để phát triển thế lực hai lần ông đánh bại tướng của đoàn ma lôi là đinh cầm đóng ở đoại sơn duy tiên hà nam họ trần kiểm soát được cả miền lý nhân hà nam trần tự khánh tìm cách liên kết với hào trưởng nguyễn tự để tiêu diệt thế lực đối địch mạnh nhất của mình là họ đoàn đầu năm 1212, trần tự khánh và nguyễn tự họp nhau ở bến triều đông thề làm bạn sống chết có nhau tận trung báo quốc cùng bình hòa loạn. Hai người chia nhau phạm vi chiếm cứ, lấy sông Lô, sông Thiên Đức, sông Đuống, làm giới hạn. Mỗi người thống xuất một bên từ Thượng Khối, Bắc Ninh, đến Na Ngạn, Lục Ngạn, Bắc Giang. Các hương ấp dọc theo sông Đuống và đường bộ là thuộc về Tự Khánh. Từ Kinh Ngạn bờ sông Hồng, thuộc Kinh Sư, đến Ô Diên, Hoài Đức, Hà Tây, thuộc về Nguyễn Tự. Hẹn đến tháng 3 năm Nhâm Thìn, thì họp binh tấn công đất Hồng Châu của họ đoàn. Bấy giờ Huệ Tông thấy thế lực họ Trần mạnh lên, truyền cho văn võ bá quan, đều phải nghe mệnh lệnh Trần Tử Khánh. Mặt khác, Huệ Tông lại cùng với Thái Hậu Đàm Thị và một số cận thần vẫn ngầm mưu diệt họ Trần. Đầu năm 1213, Thái Hậu sai người đi với bọn tướng sĩ ở đảo Phù Lạc và đảo Bắc Giang, hẹn ngày cùng phát binh đánh Tự Khánh. Đúng ngày đã định, các tướng phan thế ở Phù Lạc, ngô mãi ở Bắc Giang, tiến đến cửa Đại Hưng, cửa Nam Thành Thăng Long, Tự Khánh đang ở bến Đại Thông, nghe tin đó liền kéo quân lên Kinh Sư, vào Cấm Thành, đốt cầu Ngoạn Thiềm, rồi lại trở về Đại Thông. Sau khi chiến được đồng bằng hạ lưu sông Hồng và sông Đáy, trừ miền Đại Hoàng, Tự Khánh phát triển thế lực lên quốc oai. Vùng quốc oai vốn thuộc phạm vi kiểm soát của Nguyễn Tự. Khi đó tự chết, phó tướng là Nguyễn Cuộc thay thế. Tự Khánh tiến quân lên quốc oai, dụ hàng được Nguyễn Cuộc, thanh thế thêm mạnh. Lý Huệ Tông cùng Thái sư Đàm Dĩ Mông tự làm tướng, hẹn với quân Hồng Châu đi đánh Tư Khánh, đến mết sở gặp quân của họ Trần Do Vương Lê, Nguyễn Cải chỉ huy. Hai bên chưa giao chiến, quân của Lê, Cải mới hò reo tiến lên, quân triều đình đã tự tan vỡ. Vương Lê, Nguyễn Cải bắt được thuyền rồng. Cánh quân đảo Bắc Giang, do Thái sư Đàm Dĩ Mông thống xuất tới bến An Diên, Thường Tín, Hà Tây, thì bị quân của Trần Thừa tiến đánh em họ trần tự khánh là trần thủ độ cùng trần hiến sâm ở tả ngạn cũng tiến đánh thắng quân triều đình các tướng họ trần khác là phan lân nguyễn nộn từ quốc oai tiến đến chợ dừa đánh thắng các tướng ở hồng châu là đoàn cấm vũ hốt lý huệ tông thất thế phải chạy lên lạng châu tự khánh chiếm được kinh đô vài ngày sau ông sai người đem thư lên lạng châu gặp huệ tông và nói rõ ý mình rằng dân tình bất ức không thấu được lên trên cho nên nhân lòng giận dữ của người trong nước, thần khởi binh dẹp lũ đó, cắt trừ gốc hỏa, để yên lòng dân mà thôi. Đến như thân phận vua tôi, thần không dám phạm đến một chút nào. Ngờ đâu, phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, để khiến cho xa giá phải long đong, tự xét tội của thần thật đáng vạn lần chết. Xin bệ hạ nguôi cơn giận dữ, quay xa giá về kinh sư, để thỏa lòng người mong muốn. Nhưng vua Huệ Tông từ chối không theo tự khánh. Không đón được Huệ Tông về kinh, Tự Khánh triệu tập các vương hầu, báo quan, bàn việc cải lập, sai người đón một người con của Lý Anh Tông là Huệ Văn Vương đến Bến Hạc Kiều, lập lên làm đế. Tháng 4 năm 1214, Huệ Văn Vương lên ngôi ở Điện Đại An, cải nguyên là Cản Ninh, hiệu là Nguyên Vương. Anh em họ đoàn tấn công đất Bắc Giang, đang do tướng của Tự Khánh là Nguyễn Nộn đóng giữ. Hai bên đánh nhau ở núi Đông Cứu, Gia Lương, Bắc Ninh, Nguyễn Nộn giết chết được đoàn Nguyễn, tuy nhiên lúc đó nội bộ phe của tự khánh lại xảy ra phản loạn lớn tướng ở cam giá thị xã sơn tây là đỗ bị lại nổi lên chống cự miền cam giá lại tách khỏi phạm vi thế lực của anh em họ trần hình thành một thế lực mới cùng lúc đó nguyễn nộn ở bắc giang sau khi đánh được họ đoàn cũng phản lại tự khánh xây dựng một thế lực rất lớn do việc cắt cứ của đỗ bị nguyễn nộn kinh thành thăng long bị uy hiếp tự khánh lấy hết vàng bạc của cải các kho và phóng hỏa đốt kinh đô, rồi đưa vua mới là Càn Ninh xuống hành cung Lý Nhân, Hà Nam. Nguyễn Nộn lúc này đem binh đến Thăng Long đánh nhau với Tự Khánh. Huệ Tông và Thái Hậu đang ở Nam Sách trở về Thăng Long, phong cho Nguyễn Nộn tước hầu để mượn tay nộn chống họ Trần. Thế là sau khi nương tựa thế lực cắt cứ địa phương họ Trần, họ đoàn không được, nhà Lý lại liên minh với một thế lực cắt cứ địa phương thứ ba là Nguyễn Nộn ở Bắc Giang. Cục diện trong nước lúc này đại thể hình thành ba thế lực, phía bắc là Nguyễn Nộn, phía đông là Đoàn Thượng, phía nam là Trần Tự Khánh. Ngoài mấy lực lượng lớn, còn có những thế lực nhỏ ở các địa phương. Một thế lực cắt cứ khá quan trọng là ô kim hầu Lý Bát ở đất ô kim, Hoài Đức, Hà Tây, chống lại triều đình, nhưng không theo Tự Khánh. Ở Quy Hóa, miền Yên Bái, tuyên quang dọc sông Hồng, có họ Hà, cha truyền con nối cai trị đất trại này. Ngoài ra, còn thế lực cắt cứ ở miền Đại Hoàng, Ninh Bình, của họ Phạm ở Nam Sách, khắp nơi trong nước vẫn trong tình trạng hỗn loạn. Đến đầu năm 1214, Huệ Tông chạy đến Hương Bình Hợp, Trần Tự Khánh lấy lại Bình Hợp, rồi đem quân bao vây Thăng Long, đốt cung điện, phá nhà cửa. Huệ Tông phải dựng lều tranh để ở. Tháng 5 năm 1214, ông mang quân đánh thắng lực lượng của Bùi Đô và Đinh Khả ở Châu Đại Hoàng. Sang năm 1216, Huệ Tông lại lập Trần Nhị Nương, lúc trước bị giáng xuống làm ngự nữ, làm thuận trinh phu nhân. Đàm Thái Hậu cho Trần Tự Khánh là kẻ phản chắc, thường chỉ vào Trần Nhị Nương mà nói, là bè đảng của giặc, bảo Huệ Tông đuổi bỏ đi, lại sai người nói với phu nhân bảo phải tự sát. Huệ Tông biết thế nên ngăn lại, Đàm Thái Hậu bỏ thuốc độc vào món ăn uống của phu nhân. Mỗi bữa ăn vua chia cho phu nhân một nửa và không lúc nào cho rời bên cạnh. Tháng 4 năm 1216, lại xảy ra loạn lạc khác các tướng ở Cảo Xã, Nhật Tảo, Tử Liêm, Hà Nội là Đỗ Át, Đỗ Nhuế chống lại triều đình. Vua Huệ Tông dựa vào Lý Bát, sai Bát đánh lại, nhưng không thắng. Trước tình thế đó, Huệ Tông đành lại quay về, để nương nhờ anh em họ Trần. Trần tự khánh sai bộ tướng Vương Lê, đem thủy quân đi đón Huệ Tông sang cứu liên. Khi đó trong chiều, Đàm Thái Hậu ngày ngày muốn giết Trần Nhị Nương, sai người cầm chén thuốc độc bắt phu nhân phải chết. Huệ Tông ngăn lại không cho, rồi đêm ấy cùng với phu nhân, lẻn đi đến chỗ quân của Tự Khánh, gặp khi trời đã sáng, phải nghỉ lại ở nhà tướng quân Lê Mịch, ở huyện Yên Duyên, gặp tướng của Tự Khánh là Vương Lê, đem binh thuyền đến đón. Vua mới đỗ lại ở bãi cứu liên, và truyền cho Tự Khánh đến chầu. Tự Khánh đón được Huệ Tông, đành phải phía nguyên vương mà mình từng đưa lên ngôi, xuống làm Huệ Văn Vương. Tháng 12 năm 1216, Thuận Trinh phu nhân Trần Thị được phong làm hoàng hậu. Từ lúc đó, anh em thân thuộc họ Trần chiếm hết các chức văn võ quan trọng trong triều, Tự Khánh làm thái úy, khi sướng lễ không phải gọi tên, anh trai ông là Trần Thừa cũng được phong Tước Việt Hầu, làm nội thị phán thủ, Trần Liễu, con cả Trần Thừa, Phùng Tá Chu, Phạm Kính Nở và Lại Linh được tước quan nội hầu, con cả Tự Khánh là Trần Hải được phong Tước Hiền Đạo Vương, nắm quyền lớn trong tay. Trần Tự Khánh quyết ý đánh dẹp Bắc Giang Vương Nguyễn Nộn, Hiền Tín Vương Lý Bát, Hồng Hầu Đoàn Văn Lôi, Hà Cao ở Quy Hóa, truy quét tất cả mọi bè đảng và tàn dư. Tháng 6 năm 1217, đoàn thượng thấy thế lực họ Trần mạnh, tạm quy hàng triều đình, được Phong Tước Vương và vẫn được giữ vùng Hồng Châu. Đến tháng 6 năm 1218, Trần Thừa và Trần Tự Khánh gả em gái là Trần Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi, Hồng Hầu, để thu phục đất Hồng Châu. Thế là họ trần tạm dẹp yên được một thế lực chống đối quan trọng. Tự Khánh lúc này tiến đánh thế lực cắt cứ của đối bị ở Cam Giá. Các thuộc ấp ở Phong Châu đều ra hàng. Tự Khánh lại đánh Lý Bát, chiếm lại đất từ liềm. Lý Bát phải chạy lên miền thiểu số, ở sách An Lạc, Vĩnh Phúc. Đến tháng 5, năm 1220, Trần Tự Khánh tiến đánh Hà Cao ở Quy Hóa, chia quân làm hai đạo, Tự Khánh, Trần Thừa theo sông Quy Hóa, tức là sông Hồng, lại Linh, Phan Cụ theo đường sông Tuyên Quang, sông Lô, hai đảo cùng tiến. Hà Cao cùng vợ con thắt cổ chết. Từ đó cả miền Thượng Nguyên Lộ, Thái Nguyên, Tam Đái Giang, Vĩnh Phúc đều được dẹp yên. Vào tháng 12 năm 1223, Trần Tự Khánh qua đời ở Phù Liệt, không rõ bao nhiêu tuổi. Quyền bính trong chiều lúc này được giao cho anh trai ông là Trần Thừa, người kế tục chức vị Thái Úy và em họ ông là Điện Tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ. Về cơ bản, Trần Tự Khánh đã dẹp hầu hết các thế lực cắt cứ, chống triều đình. Chỉ còn Nguyễn Nộn ở Bắc Giang và Đoàn Thượng ở Hồng Châu là chưa trừ bỏ được hẳn. Nhưng những thế lực mạnh thì đã quy hàng hết, triều đình giờ đây không còn lo ngại sự nổi loạn nữa. Sử gia Ngô Sĩ Liên viết về ông như sau. Năm đầu niên hiệu kiến ra, giặc cướp đua nhau nổi dậy, Huệ Tông nhu nhược không đánh dẹp được. Trần Tự Khánh vì cớ Huệ Hậu, bị Thái Hậu làm khổ, mà đem quân phạm cửa khuyết xin đón xa giá đương lúc bấy giờ lòng người không thể không ngờ vực cho nên huệ tông có lệnh bắt tự khánh mà không bắt được tự khánh muốn làm cho kỳ được mới nhiều lần làm kinh động đến vua xa giá phải rời chỗ mấy lần tội rõ ràng rồi nhưng mà huệ tông và huệ hậu rốt cuộc phải nhờ tự khánh mới được yên thì tội ấy không kể đến thế là việc tuy là trái nhưng tình thì thuận xử chép không nêu lên nhưng thực cũng có nêu đấy nếu không thế thì chỉ là kẻ đầu sỏ giặc cướp mà thôi. Ngô Thị Sĩ trong việc xử tiêu án đã luận tội Trần Tự Khánh một cách rất gay gắt như sau. Vua Huệ Tông tìm sắc đẹp ở trong làng trài lưới, cha chết chưa chôn mà ở trước cứu sai người đi đón con gái, trong cung được lúc lo buồn, bỏ mẹ mà cùng chạy trốn với gái, ân ái như thế, cớ gì Tự Khánh lại đem quân đến kinh đô, cớ gì nó lại rước vua, là vì nó muốn đem Huệ Tông làm của hiếm có, giữ lấy ở tay nó, để sai khiến thiên hạ cho nên nó thác ra là nhớ em gái làm cho huệ tông tin chắc mà giao phó thân cho nó nếu tự khánh không chết thì nó sẽ chẹt cổ huệ tông mà cướp lấy ngôi báu còn đợi đâu đến truyền ngôi vua cho con gái nữa đại để là trời muốn cho nhà trần lên cho nên đem ngự nữ làm mê hoặc tâm trí huệ tông lại muốn đem ngôi vua cho con trai trần thừa cho nên lại bắt tự khánh chết đi để cho trần cảnh nhận ngôi vua ở phật kim đấy là tâm tích tự khánh và định án nhà lý nhà Trần Hưng Vong như thế đó. Chính sự nhà Lý đổ nát, Cao Tông chơi bời, Huệ Tông nhu nhược, họ Lý không còn khả năng trị nước. Quần hùng nổi dậy, nước Đại Việt có nguy cơ tái diễn, loạn 12 sứ quân cuối thời nhà Ngô. Thậm chí quy mô, tầm vóc lực lượng và địa bàn chấn giữ của một số sứ quân lúc đó còn lớn hơn các sứ quân thời Ngô. Vua Huệ Tông không muốn dùng ngoại thích, quay một vòng dựa vào các sứ quân khác nhau, nhưng rốt cục phải dựa vào tự khánh, Thực tế đã chứng minh rằng, không sứ quân nào khi đó có tài năng ổn định đại cục bằng ông. Trần Tự Khánh đã chứng tỏ, không chỉ là tướng quân tài ba, mà còn có bản lĩnh chính trị khá già dặn. Thoạt đầu, do hành động quấy phá kinh thành của Tự Khánh, có ý kiến xem ông như tướng cướp, nhưng xét cho kỹ, đó chỉ là động thái muốn tranh hùng, không những thử vua lý, mà còn thử cả tô trung tử. Ông kéo vào kinh mưu nắm lấy vua, định mượn tiếng thiên tử, để sai khiến chư hầu, như vị thế của Tào Tháo nắm hán hiến đế. Họ Lý không còn khả năng trị quốc, lẽ ra công đầu đánh quách bốc, tái lập ngôi vua và nắm chính trường thuộc về Tô Trung Từ. Khi Trần Lý đã chết, nhưng Trung Từ lại chết vì ham sắc và Trần Tự Khánh đã nắm được thời cơ đó. Cái chết đáng hổ thẹn của Tô Trung Từ càng cho thấy Trung Từ không đủ phẩm chất để ngồi ở ngôi phụ chính, nắm vua dẹp loạn. Quy luật đào thải cho thấy, sớm muộn ngôi đó cũng về tay Trần Tự Khánh. Không đón được Huệ Tông, ông quay sang lập Huệ Văn Vương. Đó chính là cách làm của Quách Bốc, lập Lý Thầm, Mạc Đăng Dung, lập Lê Cung Hoàng, tạo thế đối trọng, dựng vua mới, khi vua cũ ngả sang sứ quân khác, dù vua dựng sau ở vị thế kém hơn. Đây là hoàn cảnh bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tới khi vua Huệ Tông ngỏ ý quay về, Tự Khánh sẵn sàng đổi giận làm mừng, giữ phận tôi con mà đón rước. Như vậy, ông đã nhanh chóng tránh được vị thế bất đắc dĩ của quách bốc, mạc đăng dung mà sắm lấy vai của Tào Tháo, nắm lấy danh chính để đánh dẹp. Nếu trong tay người tàn nhẫn như Trần Thủ Độ, có lẽ Huệ Văn Vương đã bị giết khi vua cũ Huệ Tông được rước về. Nhưng tự khánh không làm như vậy, ông vẫn giữ lại Huệ Văn Vương. Từ khi nắm vua Lý trong tay, Trần Tự Khánh thắng các chư hầu như trẻ trẻ. Gần như một tay ông, yên định thiên hạ chia năm xẻ bảy khi đó, nếu không có sự phản chắc của tướng dưới quyền ông là nguyễn nộn cơ bản ông đã thống nhất được giang sơn đại việt về một mối vì đoàn thượng đã suy yếu nhiều so với thời kỳ đầu hắn khó lòng dám một mình chống đối triều đình các sử gia thống nhất rằng xét toàn cục trong thời loạn lạc cuối nhà lý công dẹp quách bốc và các hào trường địa phương khiến họ trần trở thành người thay thế họ lý xứng đáng hơn cả trong đó có sự đóng góp lớn nhất của trần tự khánh quyền lực chính quyền trung ương lại dần dần tập trung củng cố dưới sự lãnh đạo của họ trần tình hình yên ổn và vị thế khá vững vàng của họ trần trong chiều tạo điều kiện cho trần thủ độ sau đó thực hiện việc chuyển ngôi chính thức từ họ lý sang họ trần chẳng những cha con trần thừa trần cảnh mà ngay cả trần thủ độ cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của tự khánh để lại nói về sự kiện thay ngôi nhà lý bàn tay của trần thủ độ được nhắc tới nhiều hơn cả nhưng công lao dọn chướng ngại cho thủ độ hành động phải thuộc về trần tự khánh nhà trần sau này có nhiều võ tướng quý tộc có tên tuổi trong lịch sử việt nam như trần quốc tuấn trần quang khải trần nhật duật và vì thế trần tự khánh chính là danh tướng đầu tiên của tôn thất họ trần nếu không có ông dọn đường nếu có họ trần cũng vô cùng gian nan vô cùng vất vả mà có thể còn bị tiêu diệt chứ không dễ bề thao túng nhà lý như việc trần thủ độ đã làm vậy thì dù gì đi chăng nữa công sức của triều đình nhà trần đầu tiên phải ghi nhớ tới trần tự khánh người đã manh nha và mở lối cho cánh cửa đến triều đình của họ trần một cách lý tưởng đó là trần tự khánh quý vị thân mến quý vị và các bạn vừa được tìm hiểu về người lãnh đạo quần hùng giặt loạn trong cuối thời lý khi đất nước đang lâm nguy bởi một vương triều yếu đuối không còn khả năng gánh vác trọng trách giang sơn thì ông đã đứng lên giúp sức dựng lại non sông và cũng từ đó đã đưa đến kết cục không thể nào ngoạn mục hơn đó là trao nhà Lý về cho nhà Trần, một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm nhất trong lịch sử xưa nay. Các bạn thân mến, video nói về tướng quân Trần Tự Khánh, người mà noi gương để sau này, nhà Trần tạo nên một thế hệ các danh tướng lễ lừng, nhiều các danh tướng bậc nhất trong các triều đại. Tuy ngài là những bậc tiền bối, sẽ có nhiều hậu nhân không biết đến, nhưng dù sao ngài cũng đã làm được những việc rất đỗi lớn lao. Để cuộc đời này, giang sơn đất nước này, mãi mãi biết ơn và trân trọng ngài video xin được khép lại tại đây chúng tôi hẹn gặp mọi người trong các bài tiếp theo tìm hiểu về những chiến công mới những nhân vật mới những danh tướng mới của nhà trần hãy nhấn đăng ký chia sẻ và để lại bình luận giúp chúng tôi cảm ơn và chào tạm biệt quý vị